Khi mọi người mà chạy ở khoảng 80 đổ lên thì lúc này âm thanh gió và độ ồn lên rất là cao. Phòng lốp lên ác nhỉ. Đấy. Mặt đường chỗ nào nhám phát là vọng lốp lên rất là rõ luôn. Khi mọi người mà đạp ép thốc từ 80 lên thì máy gào to, lực kéo lên thì không có bao nhiêu cả. Nói chung là từ từ lên thôi, phản ứng không nhiều. Đây, chỗ này rất là sóc này, mọi người sẽ nghe này. Đèn tự động phản ứng khá tốt, vào tối cái là bật lực ngay. Thì đúng rồi, cảnh báo điểm mù là một thứ gọi là luôn hay mà, độ an toàn cao.